Anh Chí, mến chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại dòng cây Nguyễn Chí Phương. Em sẽ cập nhật một số tình hình về khu vực bên đoạn đường Nguyễn Chí Phương cho cô chú anh chị mình cập nhật qua hình ống kính nha. Về khu vực này thì kinh doanh như thế nào của bà con mình trong thời điểm mà ngày cận Tết. Em xin chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe trong ngày hôm nay. Thì hiện tại thì các anh xe ôm xe gáp đang đậu mà đang chờ những phút đi như thế này anh chị, rất là đông luôn, đủ các loại xe ôm xe gáp luôn anh chị. Các loại xe ôm công nghệ như thế này thì các anh đang có bắt đầu khó khăn hiện nay rất là nhiều. Tại vì hiện nay thì anh vẫn thấy là mỗi tình hình xe ôm công nghệ bây giờ đã ra nhiều hãng, rất là nhiều luôn anh chị. Bên đông xây này anh chị cũng thấy là một cửa hàng mà buôn bán hải sản tươi sống như thế này đây, đang có chiều hướng là cho thuê dán mặt bằng bấy bán như thế này anh chị, dán những bản nhà cho thuê 4-5 ô nhà như thế này. Một vị trí trên đất địa rất gọi là sầm uất luôn anh chị, trong khu vực quận 10 này. Mà bây giờ đã dán bản cho thuê bấy bán như thế này mà chưa ai gọi là có khởi sắc mà để đậu tiền còn thuê anh chị. Đây là trên đoạn đường Nguyễn Chí Phương anh chị ha. Một số tình hình về bà con mình kinh doanh mua bán cũng như thực phẩm thức ăn đây. Và những trái cây nhập khẩu hay là những cửa hàng bán bún đậu và những cửa hàng bán đồ như là những cái cửa hàng đậu nướng hiện tại cũng chưa có mở cửa mà để kinh doanh anh chị. Hiện giờ là khoảng 10 giờ ngay. Bây giờ mà tình hình mà kinh doanh mà đóng cửa như vậy thì bà con vẫn thấy là mọi mặt tiền kinh doanh là không có mở cửa kinh doanh. Bên đây thì cũng để bảng là cho thuê mặt bằng. Hiện tại cho thuê mặt bằng thì cũng không xa lạ gì với những tấm bảng dán như thế này ở trên những tuyến đường của các Sài Gòn mình. Vì hiện nay thì cho thuê rất là nhiều luôn anh chị, buôn bán kinh doanh chậm lắm anh chị. Như bên đây cũng đậu thái nè, anh chị thấy số lượng khách hàng thì không thấy đâu, vắng đi rất là nhiều luôn trong khu vực quận 10 này. Trong quận 10 này anh chị vẫn thấy là mọi mặt tiền kinh doanh của bà con mình là bán về các quán ăn, quán nhậu, nhà hàng, chi nhánh văn phòng rất là nhiều. Hiện nay thì cắt giảm một số công ty và doanh nghiệp rất nhiều ở trên khu vực này. Như bên đây anh chị vẫn thấy đây là một tấm bảng cho thuê nhà quân trăng đây. Hồi xưa thì bán bánh tráng mâm nè, bán một đồ thực phẩm đây. Bây giờ để cho thuê nguyên căn. Đây là những anh gáp đang nằm cứ chờ tính đi trên khu vực này. Cuộc sống mà bấp bênh khó khăn của mỗi anh xe gáp, xe công nghệ hiện nay thì rất gọi là nhiều ở trên khu vực Sài Gòn. Cạnh tranh nhau mà những gọi là kiếm đồng tiền để sinh ra cuộc sống anh chị. Rất gọi là cạnh tranh nhau. Như bên đây chị cũng thấy đây, những quán bánh canh này, cơm hay gì thế này nè, còn đóng cửa hàng cài. Rồi những kinh doanh vật liệu xây dựng anh chị vẫn thấy hiện tại bây giờ thì vật liệu xây dựng bây giờ cũng chậm lặng đi rất là nhiều, nó kéo theo một cái hệ lụy rất là nhiều anh chị. Bên xây dựng bất động sản thì không có mở ra nhiều các công ty nữa, bây giờ đã hạn hẹp lại, cắt giảm rất là nhiều nhân sự và đóng cửa rất là nhiều các chi nhánh văn phòng. Nhiều công ty mua bán hiện nay thì anh chị vẫn thấy rất là chậm lặng luôn. Rồi những mua bán đồ phụ tùng xe hay là những mua bán những cái đồ mà dạng như là vật liệu xây dựng nè, rồi đồ chống thấm nè, bất động sản thì đóng băng mọi gọi là xài trong chống thấm, rồi chống lét hay là chống thấm sàn, bây giờ cũng đâu có mà xây dựng nhà đâu mà để chống thấm anh chị. Thì hôm nay thì mọi mặt đều gọi là trầm lặng đi rất là nhiều. Có bà con hiện nay mọi tiền kinh doanh anh chị cũng thấy đây, từ quán ngăn quán uống này như bún vô khô hay quán cà phê của bà các bà các cô trong đây thì rất trầm lặng đi rất là nhiều luôn. Cuộc sống thì hiện nay thì anh chị cũng thấy đây khó khăn là rất lớn trong đồng tiền cuộc sống của các cô các bà trong đây, thì hiện nay thì gọi là khó khăn không thấy một cuốn khách luôn, ai cũng muốn kinh doanh mà để kiếm một cái đồng lờ mà để sinh ra cuộc sống anh chị. Còn bên quán bên kia anh chị vẫn thấy là giảm luôn anh chị, giảm 50% luôn nè. Trà chanh anh chị giảm 50%, chỉ còn 9.000 một ly. Thì trước thì mình bán là 18k một ly ha, anh chị vẫn thấy số 18k ha. Trà bá luôn vậy, một cái số 18k. Thì bây giờ giảm 50% còn 9k luôn. Thì mọi kinh doanh của bà con mình bắt đầu là giảm rất là nhiều luôn để cho có sự thuận lợi để kinh doanh mua bán. Từ mua bán này thì có sale, mua bán kia thì có giảm. Nhưng mà hiện nay thì cũng cắt giảm nhiều cái vấn đề mà bà con mình chi tiêu. Rất là khó khăn luôn anh chị, đồng tiền kiếm rất là khó, cho nên bây giờ là ăn vặt hay là xài thì cũng phải là xài đúng công việc, chứ không dám mà xài lung tung như hồi điểm mà trước dịch mà để có đồng đời sinh nhai cuộc sống là có ăn nên làm da.
đây bên đường thì em chỉ thấy là nhà cho thuê nguyên căn như thế này, một căn nhà 3 lầu. Xưa thì vị trí như thế này nè anh chị, mà đúng ra là có người thuê liền anh chị, vừa dán bảng thôi là cũng có người lại là đặt cọc để thuê liền. Mà hiện nay thì dán tấm bảng lớn qua tấm bảng nhỏ, dán bấy bấm đảng luôn, rồi bây giờ cũng không thấy số lượng khách mà để đậu nhận một thuê mà để kinh doanh. Bên khu vực này kinh doanh rất là nhiều luôn, về thực phẩm thức ăn nè, ăn uống nè, rồi những đồ vật dụng nè, công ty nè, văn phòng nè, những quán chè hay là những cái quán như thế này cũng vẫn gọi là kinh doanh sầm uất anh chị. Hồi 1-2 năm trước rất là nhiều, rồi trước dịch thì nói chung là cũng còn ok lắm anh chị, và sau dịch đại dịch này bây giờ thì bà con mình gọi là suy thoái kinh tế toàn cầu luôn, mua bán bây giờ chậm lặng đi rất là nhiều luôn, cuộc sống bấp bênh rất là nhiều, khó khăn rất là nhiều của bà con mình. Đây buôn bán anh chị thấy không thiếu khách hàng thì không thấy, mà mua bán thì muốn mặt bằng, đóng tiền mặt bằng, muốn nhân viên trả tiền nhân viên, tiền chuyên gia hàng ngày, tiền thuế má hàng ngày nữa, khó khăn lắm anh chị. Đủ thứ mặt tiền kinh doanh bây giờ, đủ thứ lầu tiền luôn, mà bây giờ kinh doanh mua bán không được. Anh chị vẫn thấy một mặt bằng căn góc như thế này, mặt tiền đang đóng cửa thang cài luôn anh chị ha, không còn kinh doanh luôn. Một vị trí rất là đắc địa luôn, cái bên là cơm gà Hải Nam. Cơm gà Hải Nam này cũng có xưa từ mấy chục năm rồi đó anh chị, bán nhất gọi là ok, nhưng mà số lượng khách hiện nay thì cũng hơi chậm lặng đi một phần nào thời điểm cuối năm nay. Còn về kinh doanh thì trên tuyến đường quận 10 của Nguyễn Chí Phương là rất là sầm uất nha anh chị. Một con đường thì 4 làn xe như thế này rất là rộng rãi luôn, và mọi kinh doanh đều gọi là 10 nhà thì kinh doanh hết 4 nhà anh chị, một căn nhà thì làm công ty với nhân phòng. Mà thời điểm hiện nay thì đóng cửa thì cũng khoảng 30-40%, rồi mấy một số phần trăm còn lại thì gọi là bù lỗ gần lỗ, còn số còn lại thì cũng đã chịu đựng được rồi, để cố gắng mà để kiếm đồng lời anh chị, rất là khó khăn luôn. Anh chị vẫn thấy là những mặt tiền kinh doanh này, từ quán nước, quán ăn, thực phẩm nè, rất là hạn chế nhân viên bây giờ luôn, nhân viên bưng thức ăn hay là nhân viên bán hàng cũng rất là hạn chế, tại vì bán chậm quá, bán vắng quá. Anh chị vẫn thấy là chậm vắng quá, bây giờ cũng đâu có dám mà mướn nhiều thuê nhiều đâu. Đây cũng là có bảng cho thuê, chị cũng thấy ha, một cái mặt tiền, một cái bảng cho thuê nhà thế này, kinh doanh mua bán mọi bà con mình rất là khó khăn, à, cho thuê rất là nhiều luôn. Rồi những mặt tiền kinh doanh nè, chị cũng thấy từ ngân hàng cũng số lượng khách thì gỡ thì cũng rất là chậm lặng đi nữa. Giờ mua bán nè, những tuyến đường này hồi xưa rất là đông, mà bây giờ lại chầm lặng đi như thế này anh chị. Về khu vực này anh chị vẫn thấy mọi công ty chi nhánh văn phòng hoặc là mọi quán cà phê hay là mọi quán ăn thực phẩm thức ăn có hết, đầy đủ hết anh chị, không thiếu món nào. Bên đây vẫn anh gác lên đứng anh nằm ngồi ở đây để khu vực này để di chuyển. Nhưng hiện nay thì số lượng khách của các anh sơn công nghệ này cũng đã chậm lặng đi rất là nhiều, tại vì mọi thương hiệu da sơn công nghệ đang gian đồng nộp anh chị. Rồi mọi anh chị hồi xưa thì chạy kiếm được 500-700, rồi trả tiền gọi là công ty thì còn có 300-400, thì cuộc sống xây sở thì cũng vẫn bổn, vẫn đỡ đỡ. Còn bây giờ thì rất là nhiều, cuộc sống bây giờ anh chị cũng thấy là rất là nhiều, ai cũng muốn kiếm cuộc sống hết trơn, tại vì công việc thì cắt giảm rất là nhiều, rồi công ty cũng cắt giảm, rồi doanh nghiệp cũng cắt giảm, những nhân viên văn phòng. Bây giờ nhiều anh chị cũng đã ra mà mình chạy gáp sơn công nghệ luôn anh chị, kiếm cuộc sống hiện nay rất là khó khăn luôn. Ai cũng thất nghiệp, rồi ai cũng kiếm cuộc sống bằng một cái gọi là chạy sơn công nghệ hay hoặc là làm công nghệ bán thời gian. À, hiện nay xin công việc thì rất là khó khăn. Bây giờ những công việc buôn bán thời gian thì người ta bây giờ cũng cắt giảm, người ta cũng vừa là chủ vừa kiêm nhân viên anh chị. Tại vì kinh doanh mua bán rất là trầm lặng đi rất là nhiều, thế và gồng lỗ không, người ta cũng rất chịu khó để gồng lỗ để người ta giữ lại cái vị trí mặt tiền đó để người ta kinh doanh mua bán anh chị. Mà hiện nay bây giờ anh chị vẫn thấy là kinh doanh mua bán thì nó rất là khó khăn. Bên đây thì vẫn là cho thuê nhà vẫn căn, một căn nhà 4-5 lầu như thế này. Đây anh chị vẫn thấy dán băng rôn, một tấm bảng chào bá ở trên, tấm bảng nhà bá dưới, tấm bảng nhà bá ở trên luôn, hai tấm bảng luôn. Như vậy mà cũng chưa thấy ai mà gọi vào thuê hay là gọi là vị trí này rất là ok, mà hiện nay thì không thấy đậu tiền vào. Bên đây thì mở mặt tiền để kinh doanh rất là được đúng không anh chị,
tại vì khu trung tâm quận 10 này rất là coi sầm uất về các kinh doanh luôn. Bên đây những quán nước tóc tóc như vậy, những thấy không, bán cũng chùm lặng đi. Đây là những bản cho thuê nhà, chị thấy không, dán bấy bán như vậy nè anh chị. Cuộc sống bà con mà kinh doanh mà muốn kiếm cuộc sống mà hiện nay thì dán bản bấy bán như vậy còn chưa ai mà có cảm giác mà gọi là bỏ tiền nhà thuê luôn. Cận Tết quá rồi, bây giờ người ta bỏ tiền nhà thuê thì người ta sợ là không biết có kinh doanh được hay không mà đổ vào để làm để co quán thì đến Tết. Bởi vậy bây giờ những cái mặt bằng như vậy cũng khó ai mà gọi là thuê ngày cận Tết lắm anh chị. Ai cũng muốn mua bán mà để kinh doanh cuộc sống hết. Bên đối diện thì anh chị thấy là bún chả cá nè, bây giờ có đang đóng cửa than cài, chưa có cảnh sát mà để mở cửa. Vừa bán cơm tấm, vừa bán gà nướng, bán nói chung là bán đủ loại luôn. Cũng vẫn là chưa mở cửa trong điểm hiện nay. Bây giờ hiện tại là 10 giờ anh chị. Giờ này là giờ kinh doanh của cuộc sống của bà con nè. Ai cũng mở cửa đó. Bên đây thì quán lẩu nè, cũng đóng cửa than cài luôn. Thì vẫn thấy là bây giờ người ta sửa tu bổ lại để người ta cho khách hàng khác thuê. Chứ cũ kỹ là nhiều khi không đúng với đại con người ta không có thuê. Thực tế thì một cái tòa nhà văn phòng như thế này cũng đang cho thuê dán bản mấy bán như vậy luôn anh chị. Rất là nhiều tấm bản dán như vậy. Một số tấm bản cũng có tháo ra, cũng một số tấm bản thì mới thì cũng dán vô. Tháo ra dán vô mấy đợt anh chị nhưng mà vẫn chưa thấy rồi phải xác để cho thuê. Đây là khu vực này cũng đứng dậy anh chị nha, cũng vẫn đang đóng cửa luôn, chưa có thấy khởi sắc mà để mở cửa để kinh doanh mua bán. Các bà con mình hiện nay thì gọi là trầm lặng rất là nhiều. Đây là một cái quán gọi là lẩu cua đồng anh chị. Hiện nay để một tấm bảng cho thuê nhà rất là lớn và hai tấm bảng nhỏ khu dưới. Một cái vị trí cũng rất là đắc địa để thuận tiện thuận lợi kinh doanh. Thuận tiện thuận lợi kinh doanh là sầm uất luôn anh chị. Bên đây là nhiều các mặt tiền kinh doanh hàng giả như vậy. Bây giờ là cho thuê như vậy cũng chưa ai gọi là thuê luôn. Đa số thì hiện nay thì các đại gia ông chủ lớn thì đang dừng chân lại để mình xem xét tình hình hiện nay thì có nên bỏ tiền ra để kinh doanh như thế nào hay không. Chứ hiện nay thì đang gọi là kinh tế đang xuống rất là nhiều, mọi mặt tiền thì gọi là cho thuê rất là nhiều, bà con cũng đang cắt giảm rất là nhiều luôn. Tại vì qua năm thì không biết gọi là có cuộc sống kinh tế mới hay không, hay là khá giả hay không, hay là ổn hay không. Bởi vậy cho nên các ông chủ lớn bây giờ cũng đang ngưng trệ lại, không nhìn đến những cái mặt tiền, những cái mặt bằng này. Có thể là qua năm bình ổn lại thì bà con mình ăn nên nằm gia lại thì những mặt bằng này thì ông chủ lớn thì đậu tiền vào thuê để mở một cái kinh doanh gì đó anh chị. Tiếp tới đây thì anh chị vẫn thấy là đây là cầu vượt của giao lộ 3 tháng 2 và trên đường Nguyễn Gia Phương. Thì em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực Nguyễn Gia Phương do cô chú anh chị và các bạn mình đã cập nhật qua một ngày nóng tính về khu vực bà con mình sống kinh doanh như thế nào ở khu vực này. Em xin chúc cô chú anh chị sức khỏe và cảm ơn cô chú anh chị đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.